Kính thưa quý vị, lịch sử Việt Nam đã trải qua 3 lần tiếp biến. Lần thứ nhất là thời kỳ tiếp nhận văn hóa Ấn Độ-Trung Quốc trong thời cổ Trung Đại để làm giàu thêm văn hóa bản địa. Những yếu tố văn hóa nước ngoài thời kỳ này có ảnh hưởng khá sâu sắc, toàn diện theo hai con đường, đó là cưỡng bức và hòa bình. Dù theo con đường nào thì chúng ta vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc và tiếp thu những tinh hoa văn hóa ngoại nhập, làm giàu có và phong phú thêm văn hóa dân tộc. Lần thứ hai là từ nửa sau thế kỷ 19 đến năm 1945, chủ yếu là ảnh hưởng của văn hóa phương Tây. Đây là cuộc ép duyên văn hóa Đông Tây, song cũng là một tất yếu lịch sử của quá trình giao lưu và tiếp biến văn hóa. Sau khi cơ bản định hình xong các phong trào yêu nước, chính quyền thực dân Pháp ồ ạt du nhập văn hóa chính quốc vào thuộc địa với những ý đồ có lợi cho chủ nghĩa thực dân. Sự du nhập này lập tức bị các nền văn hóa bản địa phản kháng mạnh mẽ như một lẽ tự nhiên, nhưng cũng có không ít tinh hoa của văn hóa phương Tây đã được chúng ta tiếp nhận. Lần thứ ba là từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, luồng văn hóa từ phương Tây vào Việt Nam góp phần làm thay đổi diện mạo văn hóa nước nhà. Những lần tiếp xúc này đều có những mặt tốt mặt xấu, ảnh hưởng từ văn hóa đến cả kinh tế, chính trị nước nhà, và hiện tại nó đã giúp cho Việt Nam phát triển khá nhanh trong nền kinh tế, mở rộng cửa đón những dòng vốn FDI từ nước ngoài, để Việt Nam ngày hôm nay có tốc độ tăng trưởng nhất nhì châu Á trong những năm vừa qua. Nhìn thấy tốc độ tăng trưởng của Việt Nam nhanh chóng như vậy khiến cho anh bạn láng giềng Trung Quốc không khỏi lo lắng khi ngày 19 tháng 11 năm 2023, trên trang báo Sohu của Trung Quốc có một bài viết với tiêu đề "Cải cách phương Tây hóa của Việt Nam đang tiến triển rất nhanh, liệu có thể trở thành Liên Xô thứ hai?" Vậy nội dung bài viết này như thế nào? Liệu rằng Việt Nam có thể trở thành Liên Xô thứ hai, hay nếu trở thành Liên Xô thứ hai là tốt hay xấu cho Việt Nam, thì chúng ta cùng tìm hiểu qua video số này. Mở đầu bài viết, tác giả khẳng định Việt Nam đẩy nhanh tốc độ cải cách, có lộ trình rõ ràng hơn để Tây phương hóa toàn diện, liệu có thể trở thành Liên Xô thứ hai? Tháng 4 năm 2020, Việt Nam đang được đánh giá là quốc gia kiểm soát dịch bệnh tốt hơn. Tôi đã phân tích về tương lai của Việt Nam vào giữa tháng 4. Sau dịch bệnh, Việt Nam có thể sẽ là quốc gia da màu nhất Đông Nam Á. Quả nhiên vào cuối tháng 4, tin tức về những cải cách tiếp theo ở Việt Nam lại xuất hiện. Một số người cho rằng Việt Nam đang tăng tốc theo phương Tây hóa. Vậy theo tác giả bài viết, cải cách phương Tây hóa là như thế nào? Tác giả đưa ra ý kiến cho rằng Việt Nam đã có sự phát triển kinh tế nhanh chóng trong 2 năm qua và trở thành quốc gia tăng trưởng nhanh nhất ở Đông Nam Á. Theo dữ liệu truyền thông nước ngoài, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt 7,02% trong năm 2019 và tốc độ tăng trưởng kinh tế đã vượt 7% trong 2 năm tiếp theo. Trong 2 năm liên tiếp, tốc độ này là một trong những tốc độ tốt nhất trên thế giới. Năm 2020, mặc dù dịch bệnh đã ảnh hưởng đến Việt Nam, nhưng tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn có thể duy trì tốc độ tăng trưởng 6% và mức suy giảm không lớn. Có người cho rằng kinh tế Việt Nam phát triển là do Việt Nam cải cách, nhưng điều này không chính xác. Nó chủ yếu liên quan đến cuộc chiến thương mại của Mỹ. Mỹ phát động chiến tranh thương mại với các nước lớn trong những năm gần đây. Một số công ty công nghiệp nhẹ sợ bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh thương mại, nên nhiều công ty đã chuyển sang Việt Nam xây dựng nhà máy. Đúng là Mỹ kiểm soát tương đối lỏng lẻo đối với Việt Nam. Điều này chủ yếu liên quan đến chiến lược của Mỹ. Tất nhiên, Việt Nam nên biết ơn các nước láng giềng phía Bắc. Tại sao lại phải biết ơn? Thực tế, nếu phân tích, chúng ta hiểu rằng nếu Hoa Kỳ không coi các nước láng giềng phía Bắc là đối thủ thì Việt Nam sẽ không phát triển nhanh như vậy. Vâng, những điều tác giả nêu lên cũng có phần đúng. Bởi vào giữa những năm 1980, nền kinh tế Việt Nam trong một tình trạng thảm khốc, đất nước ta là một trong những đất nước nghèo nhất châu Á. Với tốc độ tăng trưởng GDP tỷ lệ là 2,8% vào năm 1985 và tỷ lệ lạm phát đáng kinh ngạc là 378 trong năm 1986, nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, hậu quả còn sót lại của chiến tranh và mức độ tỷ lệ năng suất thấp đã rời khỏi Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu. Nhưng vào năm 1986, một sự thay đổi then chốt đã xảy ra ở Việt Nam. Việt Nam đã phát động một loạt cải cách đổi mới. Những cải cách này đã đánh dấu một bước tiến quan trọng khởi hành từ quá khứ, biến đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang nền kinh tế khai thác các lực lượng thị trường để phân bổ tài nguyên. Công nghiệp tư nhân được khuyến khích, quyền sử dụng đất đã được công nhận
và nông nghiệp tập thể đã bị bãi bỏ. Những thay đổi này cùng với Việt Nam rút quân khỏi Campuchia vào năm 1989 đưa đất nước đi vào quỹ đạo hướng tới một trong những điều quan trọng nhất trong lịch sử thế giới. Những thời kỳ kinh tế ấn tượng phát triển thoát khỏi tỷ lệ nghèo trên 70% ở những năm 1980, Việt Nam giảm xuống còn 5% vào năm 2020, đưa hơn 10 triệu người ra khỏi nghèo đói. Chỉ riêng trong những năm 2010, thời kỳ biến đổi này đã đặt ra nền tảng cho sự bùng nổ kinh tế Việt Nam. Nhưng nền kinh tế của chúng ta là câu chuyện thành công không kết thúc ở đó. Kể từ khi cải cách đổi mới, Việt Nam đã tiếp tục bãi bỏ quy định nền kinh tế và đưa ra những cải cách cần thiết để hỗ trợ tăng trưởng. Cam kết tự do hóa này đã dẫn đến tăng trưởng GDP ổn định trung bình khoảng 7% trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2022 và thậm chí duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 3% trong thời gian giai đoạn đại dịch đầy thử thách. Và thứ hai là Việt Nam đã đạt được thành tựu đáng kể, những bước tiến trong việc cải thiện sản xuất ở cả hai lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp. Vào năm 2022, ngành công nghiệp và xây dựng, ngành dịch vụ tăng 7,78%, mở rộng thêm 9,99% và nông nghiệp ngành tăng 3,36%. Những con số này phản ánh sự thành công của nỗ lực của Việt Nam nhằm tăng năng suất và đa dạng hóa nền kinh tế. Nhưng loại hình này không thể đạt được tăng trưởng nếu không có khả năng thu hút nước ngoài của Việt Nam đầu tư trực tiếp bằng cách đơn giản hóa thủ tục hành chính và tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi. Việt Nam đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho những nhà đầu tư nước ngoài. Chỉ riêng năm 2022, cả nước đã thu hút được một tổng vốn FDI 27,72 tỷ USD. 40 năm trước, điều đó thật là khó khăn. Chúng ta hãy tưởng tượng, hầu hết mọi người sẽ nghĩ thật điên rồ khi đầu tư vào Việt Nam sau chiến tranh. Nhưng điều đó không ngăn cản được Việt Nam. Số hóa ở Việt Nam còn nặng nề và đã đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế của chính phủ. Chương trình chuyển đổi số quốc gia nhằm mục đích để nền kinh tế, kỹ thuật số tính đến khoảng 20% GDP vào năm 2025. Sự tập trung vào số hóa này là cải thiện sự thuận tiện trong kinh doanh và thúc đẩy đổi mới năng suất. Cuối cùng là sự gia tăng trong nước, mức tiêu thụ phản ánh ở mức 19,8%. Tăng doanh số bán lẻ, hàng hóa, dịch vụ vào năm 2022 đã trở thành một yếu tố quan trọng động lực cho tăng trưởng kinh tế. Sự gia tăng này cho thấy thu nhập của dân số trong nước tiếp tục thúc đẩy nền kinh tế. Nhưng khi chúng ta tiếp tục khám phá sự phục hồi kinh tế đáng kinh ngạc này, yếu tố toàn cầu cũng đóng một vai trò trong định hình quỹ đạo kinh tế của Việt Nam. Cuộc chiến thương mại đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc. Việt Nam là một trong những nước quan trọng nhất trong yếu tố toàn cầu. Khi căng thẳng leo thang, nhiều tập đoàn đa quốc gia bắt đầu tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho Trung Quốc. Nhu cầu sản xuất của Việt Nam gần với Trung Quốc, có sự ổn định chính trị và môi trường kinh doanh thuận lợi, Việt Nam nổi lên là ứng cử viên sáng giá số 1. Sự thay đổi này đã dẫn đến sự gia tăng trong lượng vốn nước ngoài đầu tư trực tiếp. Nó đã định vị Việt Nam là mắt xích quan trọng trên toàn cầu, chuỗi cung ứng, đặc biệt cho ngành dệt may, sản xuất giày dép và điện tử. Đại dịch Covid-19 trong bối cảnh toàn cầu, cuộc khủng hoảng cũng đã vô tình đóng vai trò thúc đẩy nền kinh tế của Việt Nam. Các nước trên toàn thế giới vật lộn với khóa cửa kinh tế và gián đoạn đối với họ chuỗi cung ứng. Trong khi đó, Việt Nam xử lý đại dịch một cách hiệu quả để duy trì hoạt động của các nhà máy đã khiến Việt Nam trở thành một điểm đến hấp dẫn cho doanh nghiệp đang tìm cách bảo vệ hoạt động của họ. Việt Nam phát triển như ngày hôm nay đúng là nhờ vào Trung Quốc, nhưng là nhờ vào sự cạnh tranh của Trung Quốc với Mỹ, nhờ vào vị trí đắc địa và hướng đi đúng đắn của lãnh đạo ta, chứ không phải là nền kinh tế Việt Nam do Hoa Kỳ kiểm soát như tác giả nêu. Và tác giả còn cho rằng những cải cách của Việt Nam trong những năm gần đây rất khó hiểu. Phạm vi cải cách nhanh hơn tốc độ phát triển kinh tế và nó liên quan đến mọi mặt trong công cuộc xây dựng của Việt Nam, đặc biệt là cải cách hệ thống chính trị được quan tâm nhiều nhất. Ví dụ, Việt Nam đã bắt đầu tiến tới phổ thông đầu phiếu trong bầu cử và các thành viên quốc hội đã đạt được mục tiêu này trước đây. Hơn nữa, Việt Nam đã thực hiện độc lập tư pháp vào năm 2017 và ngang hàng với các đảng chính trị và chính phủ Việt Nam. Việt Nam cũng đã phá vỡ bát cơm sắt suốt đời của công chức, thậm chí còn đưa doanh nghiệp nhà nước đi theo con đường tư nhân hóa. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã hủy bỏ đăng ký hộ khẩu, thành lập các tổ chức công đoàn kiểu phương Tây v.v. Có nhiều hình thức cải cách và xét theo những tin tức gần đây, Việt Nam sẽ thành lập một khu vực thương mại tự do với Liên minh châu Âu và cũng sẽ thực hiện một loạt cải cách. Tại sao Việt Nam lại cải cách mạnh mẽ như vậy, đặc biệt về mặt cải cách hệ thống chính trị?
Cải cách như vậy có những rủi ro nhất định, nếu không cẩn thận, hệ thống Việt Nam sẽ đi theo hướng ngược lại, nhưng Việt Nam dường như không quan tâm đến những cải cách như vậy. Xin thưa với tác giả, nếu Việt Nam đã cải cách về kinh tế, thì chính trị tại sao lại không? Kể từ Đại hội Đảng lần thứ 6 năm 1986, Việt Nam đã đề ra mục tiêu về hình thành chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân là một quá trình tìm tòi, đổi mới tư duy, sáng tạo không ngừng trong đường lối đổi mới toàn diện đất nước. Vậy nên việc cải cách đề ra tương đối sớm chứ không phải bây giờ Việt Nam mới có ý định. Ở từng giai đoạn phát triển của đất nước, Đảng và Nhà nước có các biện pháp cụ thể nhằm cải cách, đổi mới nền hành chính nhà nước phù hợp với yêu cầu của quá trình phát triển và hội nhập quốc tế. Trong thời kỳ hiện nay, việc tinh gọn bộ máy nhà nước chuyển sang số hóa là phù hợp với thời đại. Ngay cả Trung Quốc đã số hóa thủ tục hành chính, mọi thủ tục hành chính đều được giải quyết qua mạng 24/24. Vậy thì tại sao tác giả cho rằng Việt Nam số hóa thủ tục hành chính lại nói rằng Việt Nam theo Tây? Nếu như vậy, chẳng phải Trung Quốc cũng đang theo Tây hay sao? Và tiếp đến, tác giả giải thích các nguyên nhân dẫn đến việc tiến hành Việt Nam cải cách. Tác giả viết, trên thực tế, có nhiều nguyên nhân dẫn đến Việt Nam cải cách. Nguyên nhân đầu tiên là do Việt Nam cải cách chịu áp lực từ các nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ. Trong mắt Hoa Kỳ chắc chắn không thích đối phó với một quốc gia có hệ thống xã hội chủ nghĩa. Chẳng hạn, về trao đổi kinh tế, thương mại, các nước phương Tây cũng dùng hệ thống này để đàn áp Việt Nam. Muốn phát triển thì Việt Nam tất nhiên phải thay đổi cho phù hợp với yêu cầu của phương Tây. Ví dụ, Việt Nam rất khoan dung với các tổ chức phi chính phủ phương Tây ở Việt Nam và đã thực thi pháp luật về môi trường phù hợp với yêu cầu của họ. Cách tiếp cận này cần được thực hiện sau khi đất nước đã phát triển đến một trình độ nhất định. Nhưng trước khi Việt Nam phát triển đến một trình độ nhất định, Việt Nam lợi dụng môi trường để hạn chế sự phát triển của một số ngành. Sự phát triển của một số ngành cũng sẽ bị hạn chế. Nguyên nhân thứ hai là do bản thân Việt Nam đã nhận thức được tầm quan trọng của cải cách thông qua sự phát triển của các nước láng giềng. Tuy nhiên, khi sao chép kinh nghiệm cải cách thì Việt Nam chưa nhận thức được rằng cải cách bao nhiêu mặt, nếu cải cách vì mục đích phát triển thì nhất là khi tiến vào vùng nước sâu, nếu không xét đến căn bản của đất nước thì những cải cách đó sớm muộn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Việt Nam sợ nghèo nên đã có những bước tiến lớn trong cải cách và mong muốn đạt được sự phát triển của các nước láng giềng. Trạng thái lo lắng này cũng thúc đẩy một số cải cách ở Việt Nam được thực hiện mà không có sự chứng minh và nghiên cứu cẩn thận. Ví dụ, các cải cách lập pháp và bầu cử đã thực sự đe dọa đến địa vị của đảng cầm quyền. Việt Nam cũng sẽ nói họ khó, nếu họ không thay đổi thì phương Tây cũng không làm ăn với họ. Nhưng cải cách vì cải cách phương Tây là điều không nên làm. Tất nhiên, không loại trừ khả năng Việt Nam sẽ thành lập một đất nước kiểu phương Tây, bởi vì sau khi Liên Xô tan rã, Việt Nam chưa biết xây dựng khối phía đông như thế nào. Đặc biệt ở miền Nam Việt Nam có nhiều thế lực thân phương Tây. Dưới sự tác động của các lực lượng này, Việt Nam cũng bị thúc đẩy phải tiếp tục cải cách. Nếu như tác giả nói Việt Nam sợ nghèo, đúng vậy, Việt Nam sợ nghèo nên mới cố gắng để phát triển. Bất kỳ một quốc gia nào cũng sợ nghèo, kể cả Trung Quốc cũng vậy, nên Trung Quốc mới có thể làm đủ mọi thủ đoạn để đưa Trung Quốc phát triển tới ngày hôm nay. Và cũng chính Trung Quốc nhờ vào phương Tây, nhờ kẻ thù không đội trời chung ngày nay là Mỹ để đạt được những thành quả này. Tác giả nên nhớ lại lịch sử. Năm 1949, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc lui về Đài Loan, nhưng họ vẫn nhận được sự hỗ trợ quân sự từ Hoa Kỳ. Trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc cai trị Trung Quốc đại lục từ lâu đã cắt đứt quan hệ với Hoa Kỳ. Năm 1969, Nixon nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ và bắt đầu điều chỉnh các chính sách đối ngoại ở châu Á. Từ yêu cầu chống lại khối Liên Xô, Nixon hy vọng sẽ phát triển quan hệ với Trung Quốc để cân bằng cán cân. Tháng 7 năm 1971, Ngoại trưởng Mỹ, ông Henry Kissinger đã sang Trung Quốc và dọn đường cho Tổng thống Nixon sang Trung Quốc vào năm 1972. Nixon tuyên bố rằng chuyến thăm Trung Quốc sẽ thay đổi thế giới. Tuy nhiên trên thực tế, chuyến đi phá băng này đã gieo mầm ác trong tương lai của Mỹ. Năm 1979, Hoa Kỳ và Trung Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao và liên tục cải thiện mối quan hệ. Vào ngày 7 tháng 7 năm 1979, Tổng thống Carter và Bắc Kinh đã ký thỏa thuận quan hệ thương mại đầu tiên giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, hứa hẹn sẽ giành nguyên tắc tối xử, tối hệ quốc. Nguyên tắc này là gì, tác giả có nhớ không? Nói một cách đơn giản, đó là một mối quan hệ đối tác không thông qua ký kết, nhưng sẽ mang lại cho Trung Quốc những điều kiện ưu đãi đặc biệt và đánh thuế với mức thấp hơn.
năm 1980, khi nguyên tắc có hiệu lực, Carter cũng sử dụng vị thế của Hoa Kỳ trong Ngân hàng Thế giới để giúp Trung Quốc khôi phục vị trí là một thành viên của Ngân hàng Thế giới, khai thông kênh tài chính để Trung Quốc hấp thụ dinh dưỡng thế giới. Năm 1981, Trung Quốc đã nhận được khoản vay đầu tiên từ Ngân hàng Thế giới. Kể từ sau đó, Ngân hàng Thế giới mỗi năm đều cung cấp các khoản vay đều đặn cho Trung Quốc. Năm 1986, nhờ vào những nỗ lực của Hoa Kỳ và Nhật Bản, Trung Quốc đã gia nhập Ngân hàng Phát triển Châu Á, mở thêm một kênh khác để Trung Quốc bòn rút dinh dưỡng của thế giới. Từ đó đến nay, Ngân hàng Phát triển Châu Á đã cung cấp cho Trung Quốc khoản vay 40 tỷ đô la Mỹ và chính Mỹ cũng đã dắt tay Trung Quốc vào WTO và bơm máu tài chính cho Trung Quốc. Nếu một đảng hay đa đảng người cầm quyền mà để một đất nước nghèo, nhân dân đói khổ, lầm than với tiếng kêu ai oán thì không xứng đáng làm người đứng đầu của đất nước. Cục diện ngày nay đã thay đổi, đa phương hóa chứ không có nghĩa là đồng hóa. Nhưng tác giả lại cho rằng Việt Nam đi theo cải cách Tây hóa vì sợ Mỹ ghét Cộng sản, đối lập với Cộng sản. Thật nực cười thay, bấy lâu nay Việt Nam vẫn là nước xã hội chủ nghĩa. Nhưng như đã nói ở trên, dù có nằm trong khối đối lập với Mỹ, điều này cũng không ngăn cản được Mỹ muốn nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Vì sao ư? Câu trả lời đó là Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Hoa Kỳ. Mỹ luôn muốn tách rời và không phụ thuộc vào Trung Quốc trong chuỗi đất hiếm, trong khi Việt Nam lại là nước có trữ lượng đất hiếm đứng thứ hai thế giới và chỉ sau đó là Trung Quốc. Lượng nhân công lại dồi dào, giá rẻ và vị trí thuận lợi khi có nhiều cảng biển nằm trên trục giao thương thế giới. Trong khi đó, Mỹ muốn lập một chuỗi cung ứng toàn cầu tách biệt khỏi Trung Quốc và Việt Nam chính là chìa khóa trong chuỗi mắt xích này. Hơn hết, việc Mỹ đang đầu tư cho Việt Nam chính là đầu tư cho chính nước Mỹ cũng không phải tốt đẹp gì. Nhưng điều này đang làm có lợi cho cả hai bên. Việt Nam có cơ hội phát triển, tiếp cận công nghệ tiên tiến. Mỹ có thể duy trì nền kinh tế số 1 thế giới thông qua chuỗi cung ứng toàn cầu, không phụ thuộc và kìm chân được Trung Quốc. Có thể nói, mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam hai bên đều cùng có lợi. Nhưng không phải vì cái lợi đó mà Việt Nam phải xây dựng một nhà nước kiểu Mỹ. Các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ luôn khẳng định cam kết của Hoa Kỳ về việc tôn trọng thể chế chính trị, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Nếu có hơi hướng Tây hóa, bởi vì Việt Nam đang hội nhập và pha trộn qua rất nhiều lần du nhập nhiều loại văn hóa ép buộc như đã nói ở trên. Nhưng người Việt có đường lối và chính sách của người Việt, miễn sao đất nước được an toàn, kinh tế phát triển là được. Và chính điều này đã phần nào khiến cho tác giả liên tưởng tới Liên Xô, và tác giả viết tiếp. Gần đây, nhiều thông tin lý giải cải cách của Việt Nam cho rằng cải cách của Việt Nam thực chất là một kiểu cải cách Tây hóa. Thực ra, Việt Nam muốn Tây hóa theo tấm gương Singapore thì chỉ hội nhập vào phe phương Tây mới trở thành nước phát triển. Còn tư tưởng Hồ Chí Minh thì Việt Nam chỉ lấy đó làm thương hiệu, khó lắm để nói liệu chúng có nên được sử dụng hay không. Nhưng Việt Nam đang ngày càng tiến xa hơn theo con đường phương Tây. Hệ thống này phù hợp với miền Nam Việt Nam. Xét cho cùng thì nó mới kết thúc cách đây khoảng 40 năm, còn miền Bắc Việt Nam thì khó thích ứng. Nếu tiếp tục thay đổi mà không cân nhắc sẽ tạo ra cơ hội phương Tây xâm nhập, không loại trừ khả năng lật đổ chính quyền Việt Nam, khi đó Việt Nam sẽ trở thành một nước có hệ thống phương Tây triệt để. Nếu lật đổ một cách hòa bình thì có thể nói là không ảnh hưởng đến Việt Nam, nhưng nếu xung đột xảy ra thì cái được sẽ nhiều hơn cái thiệt đối với Việt Nam, sẽ trở thành nước chư hầu của phương Tây, khó có thể nghĩ tới việc trỗi dậy. Trong mắt Mỹ, họ chỉ muốn lật đổ chế độ Việt Nam. Mỹ không tử tế đến mức để Việt Nam trở thành nước phát triển Singapore, Nhật Bản. Nếu trở thành nước phát triển cao, cũng sẽ đe dọa đến lợi ích do tính hiếu chiến của Việt Nam, nên Mỹ sẽ không để Việt Nam trở thành nước phát triển. Vì vậy, cải cách của Việt Nam hiện nay đã đạt được tăng trưởng kinh tế nhưng chỉ mang tính tạm thời. Có thể ở Việt Nam có những chính trị gia tỉnh táo nhìn ra ý định của Mỹ, nhưng không thể ngăn cản Việt Nam tiếp tục cải cách. Giống như những cải cách của Gorbachev ở Liên Xô, liên minh một khi chạm đến căn bản của đất nước là xu thế không thể đảo ngược, không thể thay đổi trở lại, khi đó đất nước cách không xa sự lật đổ. Đây không phải là điều đáng báo động vì có những bài học rút ra từ Liên Xô, Đông Âu và các nước khác. Những gì tác giả này nói không phải là không có lý và Việt Nam cũng cần cảnh giác với những điều này. Nhưng trước hết xin được nói đến sự sụp đổ của Liên Xô. Không phải chỉ có một vấn đề cải cách mà nó nằm trên nhiều phương diện cộng dồn. Nó có tác động của các yếu tố bên ngoài như biến đổi tại Đông Âu, quan hệ với Hoa Kỳ, cuộc chạy đua khoa học, khủng hoảng dầu, cuộc chiến Afghanistan v.v. hay yếu tố bên trong như chủ nghĩa dân tộc, bộ máy nhà nước bảo thủ, lạc hậu đã làm lung lay Liên Xô trong khoảng 20 năm trước khi anh cả đỏ
của khối cộng sản thế giới ngã cành. Việc Liên Xô tan rã cũng được Việt Nam xác định lấy đó là một bài học sâu sắc, vì Liên Xô không xác lập đúng đắn sự lãnh đạo của Đảng, buông lơi công tác xây dựng Đảng, phủ nhận chủ nghĩa Mác Lênin là nền tảng tư tưởng của Đảng, coi nhẹ hoặc phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ, xa rời quần chúng, mất uy tín nghiêm trọng trước nhân dân, không được nhân dân ủng hộ, thổi lên ngọn lửa kỳ thị dân tộc. Và sự sụp đổ này cũng có nhiều phần đóng góp từ Mỹ, khi hiện nay nhiều tài liệu của Mỹ được giải mật công bố. Trong chiến lược diễn biến hòa bình của Mỹ có dự án Harvard và dự án Houghton nhằm làm tan rã Liên Xô chia làm 3 giai đoạn. Trong đó giai đoạn 1985 đến 1990 sẽ thực hiện cải tổ Liên Xô với các nhiệm vụ công khai hóa để xuyên tạc lịch sử Liên Xô, đấu tranh chống lại chủ nghĩa xã hội và tiến hành cải cách để đưa Liên Xô từ chế độ xã hội chủ nghĩa chuyển sang chế độ tư bản chủ nghĩa. Và Việt Nam sẽ không để một điều tương tự như xảy ra với Liên Xô. Việt Nam luôn luôn có đường lối chính trị vững vàng, lãnh đạo Việt Nam đã nắm rõ những yếu tố tác động từ bên ngoài và bên trong, không đi lại vết xe đổ của Liên Xô. Điều kiện quốc gia của mỗi quốc gia là khác nhau, con đường phát triển đương nhiên cũng khác nhau. Việt Nam tự mình giải quyết mọi khó khăn từ lịch sử đã được chứng minh điều đó. Việt Nam sẽ không trở thành Hàn Quốc hoặc Nhật Bản dựa vào Mỹ hùng mạnh để tồn tại, ngay cả khi hai nước này không bị phương Tây hóa hoàn toàn. Nó sẽ mất đi phẩm giá dân tộc và thể hiện ngoại giao. Vậy nên Việt Nam luôn sử dụng chính sách quốc phòng 4-0. Điều này cho thấy Việt Nam độc lập, tự chủ, tự cường đến mức độ nào, dù có bị các nước phương Tây ve vãn thì Việt Nam vẫn là Việt Nam, không bị hắc hóa, tha hóa và càng không giống một Liên Xô thời kỳ năm 1991. Còn quý vị nghĩ sao về bài báo của Trung Quốc này? Xin để lại dưới bình luận. Nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.